Now, bài unit 2, bài số 2, My Toys, đồ chơi của tôi. My and your. My là của tôi và your là của bạn. Có your có chữ R, các bạn cong lưỡi lên. Your. Now, possessive, adjective là tính từ sở hữu. Vậy hai cái từ này chúng ta gọi nó tên nó là tính từ sở hữu của cái thì gì? Present simple of to be. Và nó được sử dụng trong câu thì hiện tại đơn của động từ to be. Vậy các bạn nhìn trong câu vai xuất hiện hai cái từ này nó đứng vào vị trí nào? Các bạn phải nhớ. Câu số 1, bạn Jamie, bạn ôm quả banh, bạn nói This is my ball. Đây là quả banh của tôi. Vậy thì cái từ my này có nghĩa là của tôi thì nó đứng trước cái đồ vật. Hiểu không các bạn? Nó đứng trước đồ vật. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, bạn đây, bạn Alison, bạn ôm cái con búp bê, bạn nói This is my doll. Đây là con búp bê của tôi. Được không? Vậy cái từ my này nó lại đứng trước đồ vật là con búp bê. Rồi, câu tiếp theo, bạn anh Jamie, bạn đưa cái con gấu bông cho bạn Alison, bạn nói This is your teddy. Đây là con gấu bông của bạn. Vậy cái từ your này nó cũng giống như cái từ my, đứng vị trí của nó là trước danh từ. Được chỉ đồ vật, con vật. Được chưa? Vậy tương tự, bạn Alison đưa lại chiếc xe ô tô cho bạn Jamie và nói This is your car. Đây là xe ô tô của bạn. Rồi bây giờ các bạn nhớ cái từ này chưa? Vậy thì những cái từ my và từ your này chúng ta gọi là tính từ sở hữu. Cái tên tiếng Anh của nó là possessive adjective. Nhớ cái tên này không? Đọc nhiều cho nhớ ha. Đọc nhiều cái tên này này sẽ nhớ thôi. Vậy tính từ thì nó phải trước danh từ để nó mô tả cho cái danh từ đồ vật con vật đó. Ok. Rồi qua phần tiếp theo. My and your are possessive adjective. Vậy từ my và từ your là tính từ sở hữu. They say who own something. Chúng nó nói về cái gì? Đồ vật sở hữu riêng của ai đó. Ví dụ như là ai. Ai thì nó phải là tôi. Tôi thì nó phải đổi ra là my train, my ball, my car. Đúng không? Rồi you là bạn thì nó phải đổi ra là your car, your train, your teddy. Đó, cái lý thuyết nó rườm rà như vậy. Vậy ai là tôi? Nhớ cho cô cái từ này. Chú ý, ai có nghĩa là tôi. My là của tôi. Vậy you là bạn. Your là của bạn. Có nhiều bạn bị nhầm cái you thì đọc your mà your đọc you. Chú ý dùng cô hai cái từ này nha. Đừng có nhầm lẫn nha. Rồi bây giờ các bạn làm bài tập match, hãy nối. Câu số 1 là cái quả banh này của bạn nào đây các bạn? Nãy các bạn đọc bài rồi đó, là của bạn Jamie. Vậy câu số 2, con gấu bông này là của bạn. Alison. Nhớ thì bạn nào không nhớ thì xem lại cái bài này. Gấu bông của bạn Alison. Được chưa? Vậy thì mình sẽ nối vào gấu bông của Alison. Rồi câu số 3, búp bê của ai? Alison ha. Rồi car là của bạn nào? Jamie. Rồi tới đây các bạn làm xong chưa? Qua bài tiếp theo. Circle my and your. Hãy khoanh tròn từ my có nghĩa là của tôi, your có nghĩa là của bạn. Vậy chúng ta đọc câu This is my ball. Đây là quả banh của tôi. Khoanh tròn cái từ my. Các bạn phải circle my vào. This is your teddy bear. This is your teddy. Vậy đây là con gấu bông của bạn. Vậy chúng ta khoanh tròn cái từ your, circle your. Tương tự, this is my job. Đây là con búp bê của tôi. Khoanh tròn cái từ my. This is your car. Đây là xe ô tô của bạn. Rồi phần này dễ không? Làm rất là dễ nhưng mà các bạn khó cái là cái đọc tựa đề. Bạn nào mà không hiểu được cái tựa đề là các bạn không có biết làm. Cho nên là nhớ phải đọc tựa đề theo cô nha.
Tôi sẽ bạn write my or your. Bây giờ hãy viết my hoặc là your. Bạn là gì đây? Đây là đồ chơi của bạn Timmy và bên đây là đồ chơi của bạn Allison. Vậy cái câu từ câu 1 tới câu 5 là bạn Allison, người ta trộn chung cái đồ chơi vào với nhau rồi. Và bây giờ bạn Jamie, bạn ấy phải phân loại ra đâu là của tôi, đâu là của bạn. Rồi vậy câu số 1. This is my ball. Đây là quả banh của tôi. Quả banh. Giống không? Giống thì chúng ta chọn quả banh của bạn. Rồi câu số 2. Yeah. This is teddy bear. Teddy bear là con màu gì? Màu đỏ. Vậy của bạn ấy một con màu đỏ. Ai nói dò gì? Hả? Mai. Mai của tôi. À, vậy là một bạn đã sai, không chú ý. Con tôi biết, còn không có thấy. Con phải nhìn vào cái hình của cô. Được chưa? Rồi tương tự. This is my car. Đây là this is car. Đây là xe ô tô. Vậy con nhìn cái xe ô tô này màu vàng này của ai? À, của bạn gái Allison. Vậy thì không phải, xe của bạn nó màu xanh. Vậy thì bạn phải trả lại cho bạn kia là this is your car. Cái này hiểu không? Đó, mình đang phân loại ra cái nào của tôi, cái nào của bạn. Rồi tiếp theo, kite, con diều màu tím. Ai có con diều màu tím? À đây là bạn Em Jimmy. mày Vậy thì là của tôi. wow. This is my kite. Rồi tương tự, train, xe lửa. Xe lửa màu xanh của ai? Của bạn gái. Vậy là mình phải trả lại cho bạn là this is This your train. Thế đây hiểu không? Nhớ phân biệt màu nha. Rồi bây giờ chúng ta qua hình số 2, tới lượt bạn gái Alison. Bạn phải phân loại ra cái đồ vật nào của bạn đó và cái nào là của bạn trai. This is your train. Đây là gì? Cái xe gì? lửa. Đây là cái gì? Xe lửa của bạn. Vậy cái xe lửa màu gì? À, cô vừa đẩy nó xuống đây. Lấy cái hình trên này. Rồi vậy bây giờ cái chữ te là chắc chắn là cái từ teddy rồi đúng không? Teddy. Vậy cái con teddy màu vàng này là của ai đây? Của Alison. Vậy thì bạn ấy phải nói là this is Xe đây bè ạ. my teddy. Ok, trong cái bài này nó chỉ cho cái từ teddy. Thì các bạn viết chữ teddy vào. Rồi tiếp theo có chữ cờ. Cờ chắc chắn là car. Car là xe màu xanh. Xe màu xanh này của ai đây? Hỏi chị mày. Ở Jamie. Vậy thì bạn gái này bạn phải nói câu gì? That is your car. Đúng rồi, phải nói là your. Nhấn mạnh vào từ your, cong lưỡi lên. Your car. Your car. Car có chữ R, các bạn phải cong lưỡi lên. Car. Rồi. Cái này ổn rồi ha. Bây giờ qua chữ K. K là kite, con diều. Con diều màu xanh này của ai? Của bạn gái đúng không? Vậy thì bạn phải nói câu gì? This This is is my my. Giỏi. This is my kite. Rồi tiếp theo. Bờ. Bờ là gì ta? Bồ. Quả banh. Quả banh này màu đỏ là của bạn nào? Của bạn gái kite. luôn. Vậy thì bạn gái bạn nói câu gì? Sure. This is my ball. Cái chữ A L L đọc là O đấy.
Bò. Rồi chúng ta xong một bài này. Rồi bây giờ mình qua cái phần ngữ pháp. Rồi, is this, muốn làm câu hỏi thì các bạn phải đưa to be lên đầu câu. Is this cái gì đó? Is this your door? Is this your car? À, đây có phải là búp bê của bạn không? Phải là xe ô tô của bạn không? No, it is. No, it isn't. Không phải. Yes, it is. À, phải. Vậy bạn giơ cái con búp bê lên, bạn nói is this your door? Đây là con búp bê của bạn phải không? Phải thì bạn nói là yes it is. Còn bạn hỏi is this your car? Đây là xe ô tô của bạn phải không? No it isn't. Không phải. Rồi các bạn nhớ tạo câu hỏi là các bạn phải đưa to be lên đầu câu nha. To be gồm có từ am, is và are, đó nhớ không? Rồi we use is to identify someone or something. Chúng ta sử dụng từ is để xác định là đồ của ai đó hoặc là vật nào. Is come from the verb be. Cái to be, cái từ to be is này thì nó được đến bởi từ cái từ be, à nó ở trong cái từ be này. Vậy cái từ be này các bạn mở ngoặc ra viết cho cô thêm ba từ đi. To be này nó nghĩa là am, is và are. Am, is và are. Đó, to be này nó có ba từ nha. Nó có ba nghĩa luôn. Nghĩa là thì nè, Nghe nghĩa không vậy? là này, nghĩa ở nè. Đó, nó có ba nghĩa nha các bạn. Thì là ở. Dạ. Nhắc tới to be là nó có ba từ và nó cũng có ba nghĩa. Các bạn phải dịch sao cho nó hợp nha. Vậy thì hôm nay chúng ta học to be is. Vậy this is Alison. Đây là Alison. Vậy thì cái to be này được dịch là từ là. Mình có dịch là đây thì Alison không? Nó không có nghĩa à. Đây ở Alison. Nghĩa có nghĩa không? Nghe nó không có ổn, không có hợp ha. Vậy thì cái từ là this is Alison nó hợp hơn. Rồi this is my car. Đây là xe ô tô của tôi. Thì chúng ta cũng dịch là luôn. Giới thiệu cái gì đó chúng ta dịch là ha. Ở đâu đó thì chúng ta dịch là ở. Còn nói về cảm xúc vui vẻ hay là buồn gì đó thì mình nói là tôi thì vui, tôi thì buồn, thì chúng ta chọn thì. Vậy chúng ta đảo ngược cái từ is ra đầu câu là is this, có nghĩa là đây là phải không? Đó, thì vậy thì nó là cái câu gì đây? Is a yes no question. Nó là câu hỏi dạng yes no, có hay không? Đó, we change the word order in questions. Chúng ta thay đổi cái từ trật tự của cái từ đó thì nó tạo trong câu hỏi. Nó tạo thành cái câu hỏi, cái câu statement, cái câu mà bình thường của nó là this is your teddy bear, đây là con gấu bông của bạn. Nhưng mà khi mình đổi qua cái câu question là câu hỏi thì chúng ta đưa is ra đầu câu, thay đổi nó thôi là nó lại tạo ra câu hỏi rồi, là is this your teddy bear, đây and is this your teddy, đây là cái con gấu bông của bạn phải không? Các bạn phải dịch phải không vào, hoặc là hả, hoặc là đúng không. Vậy thì khi mà câu hỏi thì chắc chắn phải có câu trả lời, chúng ta phải chọn yes it is hoặc là no it isn't. Được không? Rồi, bây giờ các bạn nhớ cái từ isn't, nó được viết tắt của từ is not, có nghĩa là không nha. Vậy các bạn làm bài tập cho cô. Câu số 1, câu số 5. Match là hãy nối. Vậy cái câu nào nối vào câu nào? Is this a car? Đây là chiếc xe ô tô phải không? Phải thì các bạn chọn yes. Câu số 2, is this a ball? Đây là quả banh phải No. không? Không phải thì các bạn nối vào. No, it isn't. Rồi câu số 3, is this a kite? Đây là con diều phải không? No. À, nhìn vào cái hình không phải nha. No, it isn't. Câu 4, is this a train? Đây là xe lửa phải không? Phải thì các bạn nối vào câu yes, it is. Câu 5, is this a book? Đây là cuốn sách phải không? Ừ, phải không? Yes, it is. Yeah.
is a doll. Đây là con búp bê phải không? No, it No, it isn't. Ok. Đây là chiếc xe ô tô ha. Rồi, qua bài tiếp theo. Phần này mức độ khó hơn. Write the words. Hãy viết các từ vựng in the correct order. Các bạn phải sắp xếp các từ vựng này theo đúng trật tự. Make questions. Và phải tạo thành câu hỏi. Muốn tạo thành câu hỏi thì các bạn phải đưa is ra đầu câu. Is this đi chung với nhau. Rồi your ball, my ball gì đi chung với nhau. Tại vậy thì chúng ta sẽ viết tạo thành một câu là is this your ball? Đây là quả bánh của bạn phải không? Câu số 2, is this my doll? Đây là con búp bê của tôi phải không? Vậy câu số 3, Di Khoa đọc dịch bài. Is this my car? Đây là xe hơi của bạn, phải Mà mai mà của bạn cô xỉu của tôi phải à, chú ý nha. Rồi Nhã Kỳ number 4. Yeah. Câu số 4. Is this your tight? À, đây Đây là là cái diều của bạn phải không? phải không? Rồi câu số 5 giờ đi. Bạn. Is this Puzzle. your Đây là puzzle? miếng ghép hình của bạn phải không? Câu số 6. Trang. Sắp xếp câu này sao? Is my train. Trời ơi, có câu mà con đọc không nổi luôn đó hả? Đọc lại. Is this my train? Các bạn nhìn thấy cái chữ y thì có chữ sờ, các bạn chỉ đọc y xì ra thôi. Is làm gì các bạn cứ đọc ít thì nó bị nhầm ra cái từ ít, y từ ít kia. Nhớ nha. Is this my train? Nó là xe lửa phải của tôi phải không? Rồi chúng ta qua bài tập câu số 7. Look and write. Các bạn nhìn hình và các bạn viết câu trả lời yes hoặc no vào. Mẹ hỏi, is this your doll? Đây là búp bê của con phải không? Yes, it is. Đúng thì các bạn nói yes, it is. Is this your ball? Đây là quả banh của con phải không? No, it isn't. Dạ, không phải. Vậy qua câu số 3. Khoa. It is No, it isn't. your car. No, it isn't. Dạ, không phải ạ. Nhã Kỳ, câu số 4. It is your teddy. It Yes. Yes, it is. yes, yes it is. Trời đất ơi, yes là it is thôi. No mới có dần nha. Yes it is. Rồi các bạn hiểu hai câu này chưa? Chúng ta qua câu số 5. Huy, is this your train? Yes, Yes, it is. Phải xe ô tô của bạn không? Yes, it is. Rồi câu số 6. Khang, is this your kite? it is. Yes, it is. Nó có hai câu yes. Rồi, vậy là chúng ta xong bài. Các bạn ở nhà làm sẵn cho cô bài số 3 trước nha. Rồi bữa sau chúng ta làm bài tiếp. Bây giờ các bạn lấy quyển sách Family and Friends ra. Rồi, chúng ta học Unit 6, trang 44 ha, trang 45. Đấy, cái từ này các bạn cũng biết hết rồi đúng không? Cô dạy chủ đề là các bạn biết hết từ vựng rồi. Rồi. Unit 6 bài 6. I have a new friend. Tôi có một người bạn mới. Lesson 1. Bài học số 1. Words. Từ vựng. Listen and point. Repeat. Nghe và chỉ tay. Lặp lại.
Listening 68. Listen and point. Long. Long. Short. Short. Black. Black. Curly. Curly. Straight. Straight. Curly. Curly. Long. Long. Black. Black. Straight. Straight. Short. Short. Listen and repeat. Long. Long. Short. Short. Black. Black. Curly. Curly. Straight. Straight. Rồi, long. Long. Âm on nha. Long. 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 À, các bạn phát âm làm sao có âm ngờ ha. Long. Đấy, long. Mũi long. 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 Long có nghĩa là dài. Mô tả về cái tóc ha, tóc dài. Đây là những cái tiếng từ mô tả về tóc ha. Tóc dài ha. Long có nghĩa là long có nghĩa là dài. Short. Short. SH là âm sờ mạnh. Short. Có chữ tờ bật lưỡi lên. Short. 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 Là mô tả về tóc ngắn. Ngắn ha. Black. Ngậm miệng trước khi đọc. Black. Cuối cùng phải khờ nhẹ. Black. 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 À, black. Màu đen. Nói về tóc màu đen. À, màu của tóc. Curly. À, cái chữ U này hôm nay đọc là cong lưỡi lên. Curly. 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 À, hôm nay có một từ mới nè. Curly. Là nói về kiểu tóc xanh. Tóc quăn. Straight. Rồi xì trước khi đọc. Straight. Cái bật âm tờ lưỡi, bật lưỡi lên. Straight. 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 Rồi cô mời Duy Khoa đọc bài. Yeah, long, short, black, curly, straight. Giỏi, mời Nhã Kỳ. Long, short, black, curly, 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 straight, straight, straight. Xì ra mặt lưỡi lên, straight, yeah. Straight, straight. Rồi, ok. Giỏi. Chúng ta qua phần nghe câu chuyện. Listen and read. Nghe và đọc. I have a new friend. This is Alice. She has short hair. And she has curly hair. Yes. And she has blue eyes. My new friend is Adam. He has curly hair too. Look over there. It's Adam. He's with Alice. Are you friends? We're brother and sister. We're cousins. And now we're all friends. Ok. Rồi các bạn xem câu chuyện rồi, các bạn có hiểu gì không? Rồi bây giờ chúng ta luyện đọc câu chuyện. I have a new friend. I have a new friend. Là tôi có một người bạn mới. À, this is Alice. Lè lưỡi ra. This is Alice. Alice xì ra. This is Alice. Đây là bạn Alice. She has short hair. She has short hair. Là cô ấy có mái tóc ngắn. Này. Rồi, and she has curly hair. And she has curly hair. Và cô ấy có tóc xanh. Yes. And she has blue eyes. Hai con mắt xì ra. Yes, and she has blue eyes. Đúng rồi đấy. Và cô ấy có mắt màu xanh dương.
My new friend is Adam. My new friend is Adam. Bạn mới của tôi là Adam. He has curly hair too. He has curly hair too. Là cậu ấy cũng có tóc xanh nữa. Look over there. Look over there. There là lưỡi, cong lưỡi. There. There. Look over there. Hãy nhìn ở đằng kia. It's Adam. It's Adam. Đó là bạn Adam. He is with Alice. He is with là lưỡi đạo. With. He is with Alice. Là cậu ấy đi cùng với lại bạn Alice. Rồi bạn Tim hỏi, are you friends? Are you friends? Các bạn là bạn bè của nhau hả? Thế bạn Alice trả lời, where we are, mà viết tắt đọc là where. Where brother and sister. Where brother and sister. Ờ, chúng tôi là anh em ruột đấy. Anh chị em ruột đây này. Cái bạn Rosie mới nói là where cousins. Where cousin. Vậy còn chúng tôi là anh em họ. And now, và bây giờ, where all friends, where all friends, tất cả chúng ta là bạn bè của nhau. Rồi, thế các bạn hiểu bài chưa? Rồi, bây giờ Duy Khoa đọc và dịch hết bài này cho cô và xem nhớ. Yeah, I have a new friend. Tôi có một người bạn mới. This is Alice. She has short hair. Đó là Alice. Bạn ấy có tóc. Có lị tóc xanh. Tóc xanh. And she has curly hair. Và bạn ấy có tóc xanh. Yes, and she has blue eyes. Đúng. Và bạn ấy có mắt xanh. Xanh màu dương á, xanh dương. Có mắt xanh dương. My new friend is Adam. He has curly hair too. Bạn mới của mình là Adam. Bạn ấy có tóc xanh nữa. Look over there, it's Adam. Nhìn kìa. Đó là Adam. He with Alice. Có Alice nữa. Có Alice. Are you friends? We are brother and sister. We are cousin and now we are a friend. Bây giờ tất cả chúng ta đều là bạn bè của nhau. Tất cả chúng ta đều là bạn bè. Rồi, cô mời bạn Nhã Kỳ đọc và dịch bài. Dạ. I have a new friend. Tôi có bạn bè mới. This is Alice. Đây là Alice. She has short hair. Cô ấy có tóc ngắn. And she has curly hair. Và cô ấy có mái tóc xoăn. Look, yes. Đúng.
And she has blue eyes. Và cô ấy có mắt màu xanh dương. My new friend is Adam. Bạn mới của tôi tên là Adam. He has curly hair too. Anh ấy có mái tóc xanh không được nữa. Are you friend? Đây là bạn của tôi. Are you friend hả? Các bạn là đây là các bạn. Các bạn là bạn bè của nhau phải không? Các bạn là bạn bè của nhau phải không? Where brother? Con chưa đọc câu về. Look over there. Đọc It's Adam. Nhìn kìa, nhìn đằng kia kìa. Nhìn đằng kia kìa. Đó là Adam. He's with Alex. Anh ấy với Alex. Rồi, Are hiểu you chưa? friend? Rồi, ok, stop. Tới đấy thôi. Rồi, các bạn ở nhà đọc, luyện đọc lại nhanh cho cô lần nữa và đọc dịch ra tiếng Việt nha. Viết cái bài này vào trong tập nha, cho nó nhớ, với lại các từ vựng. Viết lại cho nó nhớ từ nha. Bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo. Ở đây chúng ta có phần ngữ pháp. Thì các bạn thấy cái chữ màu đỏ không? Đây là mẫu câu I have brown eyes. Là tôi có mắt màu nâu. Thì các bạn nói là I have, là tôi có cái gì đó. Bây giờ tôi không có thì các bạn nói I don't have. Được chưa? Là tôi không có. Long hair, tóc dài. Nhớ cái mẫu câu I have là tôi có, I don't have là tôi không có chưa? Rồi, he has short hair là anh ấy có gì? Tóc ngắn. He has short hair. Anh ấy là có tóc ngắn. Anh ấy có. Thì các bạn không được dùng cái từ have ở bên đây, mà các bạn phải đổi nó thành chữ sờ. Has a. Rồi nếu mà anh ấy không có thì các bạn nói là sao? Anh ấy không có tóc dài thì các bạn nói he gì? Có he don't không? He don't have không? Phải nói là he gì? Các bạn phải thêm es vào. He doesn't. He doesn't have. Được chưa? Anh ấy không có. Long hair, tóc dài. Đó. Rồi, tương tự. He, she thì giống nhau rồi. She has blue eyes. Là cô ấy có gì? Mắt màu xanh dương. Vậy cô ấy không có mắt màu nâu thì các bạn nói câu như thế nào? She cũng tương tự như he vậy đó. She doesn't. Mình phải dùng doesn't nha. She doesn't have mắt màu nâu, hiểu mà nói là brown eyes. Brown eyes, mắt màu nâu. She doesn't have. Vậy cái từ don't have có nghĩa viết tắt là do not have. Vậy doesn't. Doesn't chúng ta chỉ cần thêm es vào thôi. Doesn't have thì viết tắt của cái từ gì? Does. Doesn't viết tắt của từ do not có nghĩa là không á. Hai cái từ này có nghĩa là không. Nhưng mà từ nào mà nó đi chung với do, từ nào đi chung với does, các bạn hiểu không? Rồi viết vào cho cô kia những từ đi với do nha. Là I này, we này, you này, they này. Hai người, hai vật, cô ký hiệu là số 2 này. Thì mình phải cộng cho từ do, được không? Mình đi chung, chọn nó đi chung với do. Còn lại là he, she, it. Một người, một vật thì chúng ta phải cho nó đi chung với does. Các bạn chỉ cần thêm es và đằng sau sẽ do thôi. Does. Tới đây các bạn hiểu bài không? Đó, cái cách viết bài đó. Đây là người ta gọi là ngữ pháp
Grammar, grammar có nghĩa là ngữ pháp. Thì các bạn phải phân biệt được số nhiều và số ít rồi nha. Lên lớp 3 ai mà không phân biệt được số nhiều số ít là làm bài tập rất là khó luôn đấy nha. Rồi. Xong bài này nha. Bây giờ xuống bài dưới cô coi coi xem bạn nào làm bài được. Look and say, hãy nhìn và nói. Bạn ấy có tóc gì đây? Tóc ngắn. Vậy mình nói là he has short hair. He has short hair là anh ấy có tóc ngắn. Vậy cô gái này có tóc thẳng, cái mái tóc cô ấy thẳng nè. Vậy thì mình nói là she has straight hair. Được không? Vậy những cái tính từ ta hôm nay ta học những cái tính từ mô tả cho tóc, giống như vừa rồi chúng ta học ngữ pháp my and your đó, nó là tính từ sở hữu thì nó phải đứng trước đồ vật, con vật để nó mô tả cho cái đồ vật con vật đó. Vậy thì cái từ straight nó đứng trước cái từ hair, mái tóc. Straight hair là tóc thẳng. Rồi tiếp theo câu số 3 là he has blue eyes. Cậu ấy có mắt màu xanh dương. Rồi câu số 4 là she has brown eyes. Cô ấy có mắt màu nâu. Vậy bạn Khoa đố bạn Nhã Kỳ một trong bốn câu bất kỳ. Để Nhã Kỳ đoán cái Khoa đang đọc câu nào, hình nào. Bắt đầu. He has short hair. What picture? He has short hair. What number? Rồi xem nào. Number one. Yes. one. Rồi bây giờ Nhã Kỳ nói là bản khoa. Đâu có ai có lon hè đâu. Tóc thẳng hay là mắt nâu? What picture? What number? Khoa. What He has green eyes. Number three. Number three. Ok, rồi bây giờ các bạn làm cho cô bốn câu này đi. Bị đồ đủ hết rồi. Các bạn làm bốn câu này. Viết has hay là have? Hồi nãy cô phân biệt have và has rồi, có ai nhớ không? À, khi nào dùng has và khi nào dùng have không? Đó, vậy do does. Khi nào dùng has? Có do does rồi. Vậy do đây thì chắc chắn là dùng have và bốn chữ. Và has là phải có s vào. Được chưa? Vậy thì chủ từ là are you we they, hai người hai vật, thì chúng ta phải chọn do hoặc là have, bốn chữ. Còn he, she, it, một người, một vật thì chúng ta phải chọn does và từ has này có s. Vậy câu số 1, he. He là nằm ở trong cái chỗ này. Vậy thì chúng ta phải chọn từ has có s. Được chưa? Rồi, I. Câu số 2, Khoa. Chọn have 4 chữ hay là 3 chữ? Đi qua chọn half số nhiều hay là half số ít? Chủ từ là ai? Đi qua Yeah. đọc câu số 2. Straight here. Cái gì? I trade here. Vậy chọn cái từ half hay là has? Have đúng không? Ở đây có từ ai thì chắc chắn chúng ta phải chọn have. Tới đây các bạn hiểu bài không? Sao cô gọi các bạn làm lâu dữ vậy? Cô tưởng các bạn chưa hiểu bài. Nhã Kỳ, câu số 3. She, chủ từ là she. Vậy mình phải chọn Blue
Đúng rồi. She, chủ từ là she thì chắc chắn chúng ta phải chọn has. Hạ xì ra ba chữ. Câu số 4. Huy. Ai thì nó cũng giống như câu số 2 vậy đó, phải chọn have. Have. Nhớ không? Và gió nha. Have. Rồi tới đây các bạn hiểu bài không? Quan trọng là các bạn phải thuộc công thức này nè. Ai không thuộc công thức này không biết làm. Các bạn phải viết công thức vào nha. Rồi chúng ta xong bài học rồi. Thì các bạn mở sách bài tập ra. Chúng ta làm sách bài tập workbook. Cứ học xong hai trang bài học thì các bạn phải làm hai trang workbook. Ở đây có phần nghe nữa nè. Rồi bây giờ phần số 1 người ta yêu cầu các bạn là draw and color yourself. Hãy vẽ và tô màu chính bản. Wow. Coi cô con ảnh con mới vẽ được cô. Sao có ảnh có vẽ được, mình tưởng tượng đó, mình đi ngày nào mình cũng xoay gương mình thấy mình rồi mà. Con vẽ 3D được luôn đó cô. Giờ Con còn phải có ảnh. không cần ảnh đâu, vẽ sơ sơ đại đại thôi chứ không đợi các bạn vẽ từ giờ tới tối xong quá đúng Không, không? con Đây vẽ 5 phút thôi à. giờ cô vẽ cô nè, cô thì phải có mắt rồi, chắc chắn là có mắt rồi, đeo mắt kính đấy ta, có cái mũi rất là cao, miệng đang cười, có cái tai, người mà không có tai là không được, đeo bông tai. Ok. Rồi tóc cô thì dài nha. Và nó thẳng nha. Long straight hair. Rồi. Xong rồi đó các bạn. Là cô vẽ xong rồi đấy nè. Rồi bây giờ mình xuống làm bài tiếp theo. Look at your picture. Nhìn vào bức tranh của bạn. Read and circle. Đọc và khoanh tròn, write, và phải viết cái từ đó ra, chỗ trống ở đây. My eyes are, mắt của cô màu gì? Mắt của tôi màu màu đen, thì các bạn khoanh tròn black black, và sau đó các bạn viết ra cái từ black ở dưới đây. I have black eyes, tôi có mắt màu đen. Tương tự my hair is, tóc của cô cũng màu đen. Thì cô cũng chọn circle cái từ black. Và cô viết cái từ black ra đây. I have black hair. Tôi có tóc màu đen. My hair is straight hay là curly. Tóc của cô thì thẳng hay là xoăn. Cô có tóc thẳng là straight. Vậy thì cô sẽ viết cái từ straight ra đây. Ai chưa biết đọc cái từ straight, đọc 50 lần nó sẽ nhớ ngay. Còn bạn nào làm biếng thì ráng chịu, mai mốt lại phải học lại từ đầu. Straight, xì ra trước khi đọc. Straight, bật lưỡi lên. Straight. Straight. Đó, ngày nào cô biết rồi, nhưng mà ngày nào cô dạy lại các bạn là cô phải đọc nhiều lần. Các bạn thấy không? Cứ mỗi lần đọc như vậy là cô sẽ nhớ lâu lắm. Còn bạn nào làm biếng thì ráng chịu nha. Cô không biết đâu đấy. Rồi, tiếp theo. My hair is... Các bạn đừng có vẽ đẹp hơn cô nha. Cô biết có nhiều bạn vẽ đẹp lắm. Nhưng mà... cô không có biết vẽ. Mà đề người ta yêu cầu draw là phải vẽ. Nên cô phải vẽ thôi. Bây giờ làm câu số 4. My hair is long or short? Tóc của cô dài hay là ngắn ta? Dài thì cô sẽ quanh tròn từ long. Và sau đó cô viết cái từ long vào đây. Rồi. Các bạn làm xong chưa? Có cần cô chờ đợi không? Bây giờ mình qua phần nghe. Chúng ta qua phần số 1, phần nghe. Listen, draw and color. Nghe, vẽ và tô màu. Trời ơi, ba nhiệm vụ các bạn phải nghe. Sau đó cái chỗ nào cần vẽ, ví dụ vẽ tóc nè, tóc xoăn hay tóc thẳng hay tóc ngắn hay tóc dài nè,
Rồi color màu mắt này, mắt xanh hay mắt đỏ, mắt nâu, mắt đen. Rồi color tóc này, tóc tóc màu gì đó. Ok chưa? Bây giờ cô bấm máy coi xem bạn nào nghe một lần mà tô được. Bắt đầu. Listening 10. Listen, draw, and color. 1. This is Sarah. She has blue eyes. She has long hair. It's straight and black. 2. This is Rick. He has green eyes. He has short hair. It's curly and brown. 3. This is Ling. She has brown eyes. She has long hair. It's straight and black. Xong chưa các bạn? Dạ rồi. Chưa phải không? Rồi cô bấm máy chậm cho bạn. Listening 10. Listen, draw, and color. 1. Câu 1. This is Sarah. This is Sarah. Đây là bạn Sarah. She has blue eyes. She has blue eyes. Là cô ấy có mắt màu xanh dương mà người ta tô cho mình rồi. She has long hair. She has long hair. Là cô ấy có tóc gì? Dài. Mà không biết quanh hay là thẳng. Các bạn chú ý nghe tiếp. It's straight and... It's straight and... Nó thẳng và màu gì? And black. And black. Vậy thì các bạn sẽ vẽ bạn này tóc dài mà nó thẳng xuống. Được chưa? Đó, vẽ cái mái tóc của bạn ấy dài mà thẳng xuống đi. Ok, và sau đó các bạn tô màu đen lên. Black. Vậy là chúng ta xong được mái tóc của bạn Sarah. Dài mà đen thẳng. Ok chưa? Ôi sao cô vẽ đẹp thế này? Các bạn không vẽ đẹp giống cô không? Các bạn vẽ đẹp hơn cô quá. Đây. Toàn là họa sĩ nhí không à? Rồi câu tiếp theo nha, chú ý nghe. Đừng có làm tiếng ồn, tiếng kêu, tiếng động, cô không nghe được đâu nha. Bắt đầu. 2. Câu 2. This is Rick. This is Rick. Đây là bạn Rick. He has green eyes. He has green eyes. Cậu ấy có mắt màu xanh lá, vậy thì chúng ta sẽ tô mắt màu xanh lá cho cậu. Ok chưa? He has short hair. Cậu ấy có tóc ngắn. He has short hair. Rồi tóc ngắn mà quăn hay thẳng đây? It's curly and brown. It's curly là xoăn and brown và màu nâu. Vậy thì mình sẽ lấy màu nâu. Curly, tóc xoăn và màu nâu and brown. Rồi các bạn tô tóc cho bạn đó đi. Màu nâu. Ok chưa? Làm sao cho nó xoăn xoăn lên cho nó giống à. Rồi, chúng ta xong bạn Nick. Bạn Rick ha. 3. Câu số 3. This is Ling. This is Ling. Đây là bạn tên Ling. She has brown eyes. She has brown eyes. Tô mắt cho bạn màu nâu. Cô ấy có mắt màu nâu. Đây coi coi xem là tóc của bạn ấy màu gì nè. She has long hair. Long hair, người ta vẽ cho mình rồi nè. It's straight. It's straight là nó thẳng. Người ta vẽ dùm cho mình luôn rồi nè. And black. Và màu gì các bạn? Black, màu đen. Vậy thì các bạn sẽ tô tóc cho bạn màu đen. Ôi sao giống bạn Sarah quá vậy? Tóc màu đen rất là đẹp luôn các bạn. Thẳng mượt mà.
Mực mà vẫn hết tóc. Cái gì? Mẹ Đó. con già quá già rồi. Đẹp quá ha. Các bạn muốn không cho rụng tóc thì phải dưỡng tóc cho nó mọc lại. Nào là quảng cáo này nọ. Rồi, bắt đầu. Xong. Bây giờ các bạn xuống bài tập số 2. Look at the pictures. Nhìn vào bức tranh. Write and circle. Hãy viết và khoanh tròn. À, bây giờ bạn Sarah. Sarah, brown eyes hay là blue eyes? Bạn có mắt blue thì các bạn khoanh tròn blue, và Sarah là một người cho nên chúng ta phải sử dụng has là có chữ sờ, được chưa? Các bạn phải nhớ cái công thức khi nào dùng has, khi nào dùng do's. Được chưa? Rồi câu tiếp theo, câu số 2, she long hair hay là short hair? Bạn này có tóc dài thì chúng ta phải khoanh tròn tóc dài, Long long hair. Vậy thì các bạn she là she has hay là she have? Phải chọn chữ sờ nha, she has. Rồi tiếp theo, she curly hair hay là straight hair? Bạn này có tóc xoăn hay là tóc thẳng? Tóc màu đen thẳng, vậy thì chúng ta chọn straight hair. Vậy she thì các bạn phải dùng has. Đó, quan trọng là các bạn phải phân biệt là has số ít hay là have số nhiều. Rồi, hello, xin chào, I'm Rick. Tôi là Rick. Ai thì phải dùng gì? Have. I have là tôi có. Brown eyes hay là green eyes? Bạn nick là có mắt màu gì? Green Mắt màu xanh lá. Vậy chúng ta khoanh tròn xanh lá. Rồi, ai thì phải đi với have. I have black hair hay là brown hair? Bạn này có màu gì? Tóc màu gì đây? Màu nâu thì các bạn chọn brown hair. Rồi, ai lại chọn have tiếp? I have long hair. Bạn có tóc? Tóc gì đây? Long hair, có tóc dài không? Không có tóc dài thì giờ nói làm sao ta? Có dùng I have được không? Phải nói là ai gì? Don't have. Tôi không có. I don't have long hair. Tôi không có tóc dài đâu. Rồi bây giờ tới bạn Linh nè. Linh thì một người chúng ta phải chọn has. Has so it. Có gì? Brown eyes hay là blue eyes? Bạn Linh có mắt màu gì? Màu nâu thì chúng ta phải khoanh tròn cái từ brown eyes. Rồi she thì chúng ta phải chọn chữ has. She has red hair hay là black hair? Tóc đỏ hay tóc đen? Tóc đen thì các bạn phải khoanh tròn black hair. Rồi bài tập tới đây là xong. Các bạn nào không nhớ bài không? Có ai không biết không? Bài tập dễ không? Dễ nhưng mà khó. Khó ở chỗ các bạn phải phân biệt khi nào dùng has, khi nào dùng have, khi nào dùng don't have, khi nào dùng doesn't have. Là các bạn phải thuộc cái công thức hai hàng đó cho cô. Công thức màu hồng cô đã viết cho các bạn rồi đó. Bạn nào chưa nhớ thì phải học nhiều lên, đọc nhiều lên cho nhớ. Rồi các bạn ơi, chúng ta học trang 30 nha. Là các bạn phải học thuộc 51 cái động từ này, khi nào mình để nguyên, khi nào mà mình thêm s vào nha. Rồi đầu tiên thì đây tao gọi là V1. V1 là verb, cái chữ V này này là chữ verb. Verb viết tắt của từ verb là động từ đó. Làm quen cho cô cái từ này, verb có nghĩa là động từ. Động từ là từ chỉ hoạt động, cử động được thì ta gọi là động từ. Được chưa? Và tên tiếng Anh của nó là verb. Vậy nó có verb 1 là verb 1. Số 1 là cái cột 1. Được chưa? Nó là động từ để nguyên nguyên mẫu. Còn V, S, E, S là verb động từ mà thêm S, E, S vô. Vậy thì khi nào thêm S, khi nào thêm E, S? Các bạn nhớ cái từ have không? Cái từ have cột 1 của nó là have 4 chữ. Vậy khi mà he, she, it thì chúng ta phải chỉ dùng has thôi. Chúng ta phải thêm S vào.
Được chưa? Vậy thì cái cách thêm S hoặc là ES. Bây giờ chúng ta sẽ học quy tắc thêm S, ES đối với chủ từ là he, she, it. Một người, một vật thì cái động từ này nó phải thêm S vào sau. Ví dụ, I là I like, tôi thích. Chú ý nhìn lên tivi. I like là tôi thích. Nhưng mà he, anh ấy thì mình phải có xì, có S đằng sau. He likes là anh ấy thích. Được chưa? Rồi ví dụ I go là tôi đi. I go tôi đi. Nhưng mà anh ấy đi thì mình có nói là he go không? Mình phải thêm es vào là he goes. Vậy thì cái trường hợp thêm es này khi nào thêm? Vậy thì chúng ta có 3 trường hợp thêm es dưới đây. Được chưa? Trường hợp thứ nhất, ngôi sao thứ nhất, cái dấu hoa thị thứ nhất là có chữ o là ông, 6, già, chạy, xe, sh. Vậy thì chúng ta phải thêm es vào. Tại sao gọi là chữ ông? Tại vì chữ go nó có chữ o ở cuối thì chúng ta phải thêm es vào. Và ví dụ như là cô lấy thêm một cái từ watch là xem tivi đi, watch. Vậy thì có chữ chờ ở đây là chữ chạy, đúng chưa? Chữ chờ là chữ chạy. Thì chúng ta phải thêm s hay es vào? Chúng ta phải thêm es vào. Vậy tôi xem tivi thì mình nói là I watch. Được chưa? I watch TV. Còn anh ấy xem tivi mình có nói he watch không? Không, mình phải nói là he watches. Được chưa? Khi mà thêm es vào chúng ta phải đọc là chess. Nhớ cái chỗ này chưa? Riêng cái từ goes thì chúng ta không có đọc go is đâu mà chúng ta chỉ đọc goes. Được không? Rồi tiếp theo, chúng ta qua cái phần ông sáu già chạy xe hát rồi nha, nhớ cái từ này nha. Rồi phụ âm, cái mà sao tiếp theo phụ âm mà cộng cho y dài thì chúng ta bắt buộc phải bỏ cái chữ y dài viết thành y ngắn rồi mới thêm es được. Ví dụ như là cái phụ âm là chữ giờ này mà nó đứng gần với lại chữ y dài nữa đây, đây nè, thì chúng ta phải bỏ cái chữ y dài viết thành cái chữ y ngắn thêm es vào, được chưa? Rồi ngoài ra còn có cái từ bay này, fly này là bay. Vậy thì cái chữ L là chữ phụ âm. Vậy thì chúng ta phải khi mà đổi qua tôi bay thì các bạn nói là ai gì? I fly. Vậy anh ấy bay thì các bạn có nói I fly, he fly không? Không. Mình phải nói là he gì? Flies, thêm es và các bạn phải đọc xì ra. He flies. Mình không đọc he like it nữa đâu nha. Chỉ có trừ trường hợp là sáu dài chạy xe SH thì các bạn mới đọc watches. À, được không? Tới đây hiểu không đây? Hơi căng ha, nó hơi khó nha. Rồi trường hợp FFE thì các bạn phải bỏ cái từ FFE rồi đi. Các bạn phải viết thành chữ VES. Thì cô ví dụ có từ surf. Surf là ở đằng sau cuối cùng của nó có chữ F. Đây, thì các bạn phải bỏ chữ F với đi viết thành chữ V thêm ES vào. Nhưng mà thực tế thì cái chữ từ shop này nó là từ đặc biệt cho nên chúng ta chỉ thêm S thôi. Rồi bây giờ cô lấy một cái ví dụ dễ hiểu, nhiều cái kệ đi. Danh từ số nhiều thì nó cũng đổi thêm S, ES vào. Y chang giống như động từ số ít vậy đó. Thêm S, ES vào. Vậy cái kệ là self ở cuối nó là chữ F. Vậy thì khi chúng ta đổi qua nhiều cái kệ thì các bạn sẽ nói là gì? Sell gì ra. Vậy cái chữ ES này chúng ta không đọc là service mà chúng ta chỉ đọc là sell service. Chúng ta chỉ xì nó là cái thôi, sell. Tại vì cái chữ V này nó không có nằm trong từ sáu già chạy xe SH thì chúng ta không có đọc là service, không đọc là it được nha. Chỉ có từng trường hợp mới đọc là it thôi. Lưu ý nha. Tới đây ổn không? Tới đây các bạn ổn không? Ừ. Rồi cô còn thấy khó quá cô nhất Đúng rồi. Nó khó lắm luôn cho nên là các bạn phải nghe và hiểu từ từ ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc nó mới hiểu được nha. Ví dụ một cái bánh sandwich thì cô nói là gì? A sandwich. Cho nên cô mới nói các bạn phải tập trung nhìn vào đây. Mà cô nói mà các bạn không nhìn vô là các bạn không hiểu bài, cô hơi buồn. Vậy khi mà nhiều cái bánh sandwich thì chúng ta phải có chữ chờ ở đây là gì? Chạy, cái chữ chạy đúng không? Thì chúng ta phải thêm es chứ không phải thêm s. Vậy chúng ta thêm es vào đây.
Vậy ở đây có chữ chạy thì chúng ta phải đọc là chase, sandwiches. Đấy chưa? Nó khó như vậy đấy. Cho nên cô mới nói các bạn hết sức tập trung vào. Á mà không tập trung là không làm bài được. Thế này hiểu ổn chưa? Rồi bây giờ mình qua phần tiếp theo. Quy tắc phát âm. Về cái quy tắc phát âm này cũng cực kỳ là nó hơi căng, nó hơi khó. Cho nên các bạn phải chú ý vào đây. Các bạn mà không chú ý một cái rồi là quên. Là ngày nào cũng phải học. Quy tắc phát âm SES. Khi mà mình thêm SES rồi, không phải mình cứ xì xì ra là xong đâu. Mà nó chia làm ba cách phát âm. Cách thứ nhất, phát âm là chữ sờ. Chữ sờ được phát âm là xì nhẹ ra. Vậy khi nào phát âm là xì? Những cái từ mà tận cùng bằng cà phê, phở, tái. Nhớ bốn từ này thôi. Tại vì bốn từ này nó hay gặp. Cà phê, phở, tái. Thì các bạn phải đọc là gì? Ví dụ chữ chữ put. Put này là đặt để cái gì đó. Tôi đặt là I put, anh ấy đặt là he put. Vậy thì cái chữ put này mình đọc làm sao? Có chữ tờ ở đây này, nó là chữ tái ở trong đây này. Vậy thì suy ra nó sẽ đọc là âm sờ. Vậy mình sẽ đọc là put, put, put. Được chưa? Rồi cái từ walk là có chữ K là chữ cà đó. Cô cứ tắt là chữ cà cho nó nhớ đó. Vậy thì chúng ta phải đọc là walks. Gì đây? Walks. Rồi cách thứ hai phát âm là is. Thì tận cùng là con gái sáu già chạy xe SH. Con là chữ cờ e. Thì cái chữ nào có chữ cờ e? Ví dụ như là cái khuôn mặt đi. Đúng không? Khuôn mặt là face. Có chữ cờ e này. Bây giờ nhiều khuôn mặt thì các bạn nói là gì? Hả? Thêm S vào. Thì nó có chữ ES mà có chữ CE ở đây bắt buộc người ta bắt phải đọc là is. Vậy thì mình phải đọc là faces. Tương tự con ngựa thì sao? Cô ví dụ cho bạn nhiều từ cho bạn nhớ. Con ngựa là horse, đúng không? Một con ngựa. Vậy thì khi mà ra nhiều con ngựa thêm S vào thì chúng ta sẽ đọc là, tại vì có chữ S ở đây này. Chữ S này. Vậy thì chúng ta sẽ đọc là horses. Vậy thì chữ M có chữ S ở đây là miss. Miss là bỏ lỡ hoặc là nhớ nhung gì đó ha. Hoặc là vậy thì chúng ta đọc là misses. Được chưa? Thêm ES vào có chữ S ở đây này thì là chữ 6 đó. Thì chúng ta đọc là misses. Rồi watch có chữ chờ. Vậy thì cái chữ ES này phải đọc là is. Chúng ta đọc nối vào là watches. Nhớ chưa? Rồi vậy thì ông sáu già chạy xe SH là phải thêm ES vào. Được chưa? Vậy cái câu con gái sáu già chạy xe SH thì chúng ta phải đọc là is. Thưa cô. Chứ không phải cái từ nào thêm ES hay là S vào các bạn cũng đọc it it đâu nha. Là sai. Sai cái quy tắc. Vậy ở đây có cà phê phở tái. Con gái sáu già chạy xe SH. Thì suy ra cái cách thứ ba đọc là cái lưỡi chạm vào răng, hai cái răng chạm vào nhau, hai hàm răng. Trời, nó rung răng rung lưỡi rất là khó chịu, mình đọc nhiều cho quen. Chứ không phải là xì xì giống trên đây mới là it it nha, quá khó đi. Tiếng Anh nó khó ở cái chỗ phát âm đó, đặt cái lưỡi cho nó chạm vào cái răng. Nó rung răng rung lưỡi rất là khó đọc. Được nha, bạn nào mà bị ê răng hay là răng sâu là không có rung được. Còn ai bị răng sún là thôi khỏi chạm răng luôn. Sung, được chưa? Rồi vậy thì khi mà cái chữ a y dài này, cái chữ y dài nó không có nằm trong câu cà phê vỡ tái, không phát âm là xì được. Cái chữ sờ này không phát âm là xì được. Vậy nó không có cái chữ y dài này, nó không nằm trong cái câu con gái sáu dài chạy xe SH thì nó cũng không đọc là is được. Vậy thì nó chỉ cần đọc là place, place có không? Đấy, cái từ study, cái chữ y ngắn này này, nó cũng không nằm trong cái câu màu vàng là cà phê phở tái, nó không nằm trong câu màu xanh con gái sáu già chạy xe SH. Vậy thì nó cũng chỉ phát âm cái chữ es này, phát âm là study, study. Hiểu không các bạn? Khó lắm, cô nói khó lắm nha. Rồi, bây giờ cô sẽ qua cách đọc cho các bạn để các bạn hình dung hơn. Vậy, đối với you, I, you, we, they, hai người, hai vật.
thì các bạn phải chọn động từ like để nguyên và phải chọn do hoặc là don't đối với nhóm chủ từ số nhiều. He, she, it, một người một vật chúng ta gọi là nhóm chủ từ số ít. Thì tất cả chúng ta phải thêm s đằng sau, es đằng sau, bản nào không thấy s là không có được, được chưa? Rồi khi câu có not và câu hỏi thì cái động từ này các bạn phải để nguyên. Trong câu có do does động từ cũng phải để nguyên. Bây giờ he doesn't like, lẽ thằng he là like phải động từ có s đúng không? He ở đây này, likes là động từ nó phải có s. Nhưng mà trong câu nó có not này, nó có does này, nó đã có s ở đây rồi thì cái từ like này nó không được thêm s nữa. Đấy là cái quy tắc của tiếng Anh. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc cách cột 1 và cột FES. Chú ý bắt đầu cả lớp đọc. Những cái từ nào phát âm là s thì cô sẽ đã ghi chú vào đây rồi, các bạn phải xì ra. Cái từ nào phát âm là thì cô ghi ở đây rồi. Cái từ nào phát âm là is thì cô cũng đã ghi ở đây luôn rồi. Cho nên các bạn phải nhìn cái từ ở đó và phát âm cho đúng nha. Bắt đầu. Cả lớp đọc theo cô. Sit. 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 Yes. Sit. Sit. Xì ra. Sit. Sit. Talk. Talk. Chữ K. Talk. Talk. Vậy ở đây các bạn phải xì ra. Talk. 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 Vậy cái chữ talk này nó đi với từ to. Ví dụ tôi nói với ai thì nói là I talk to my mom, I talk to my teacher. Được chưa? Rồi từ tiếp theo. Hold. Giờ bật lưỡi lên. Hold. 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 Vậy ở đây có âm sờ đọc là z. Thì các bạn đọc hold. 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 Rồi tiếp theo. Right. Right. Lưỡi âm tờ lên. Right. Right. Vậy ở đây chữ right có âm tờ là cà phê phở tái cho nên chúng ta phải đọc âm sờ. Right. 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 Rồi tiếp theo. Paint. Vậy tương tự từ pen có âm tờ thì các bạn phải phát âm là gì? Pens. 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 Run. 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 Rồi chữ run này các bạn phải đọc là run. 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 Nhớ lưỡi chạm răng. Run. Cách thứ ba đấy. Read. Read. Bật lưỡi âm đờ lên. Read. Read. Vậy từ read này các bạn phải đọc là z, read, Red. reads, Red. walk, Walk. bắt chàng, walk. Walk. Vậy các bạn phải đọc là c, walk, Walk. 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 Rồi tương tự từ lúc cũng có chữ k, look, Look. 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 Vậy thì chúng ta chuyển qua là look. À, các bạn phải xì ra cái chữ sờ này phải đọc là Lucas. Lucas. Play. Play. Vậy chữ sờ này các bạn phải đọc là gì? Chạm răng, lưỡi chạm răng. Plays. Plays. À, đọc nhiều lên cho nó quen nha. Do. Do. Vậy cái chữ do này chúng ta phải đọc là z, nhưng mà nó biến âm thì các bạn phải đọc là does. Does. Đơn. Cái chữ do does này nó là động từ có nghĩa là làm, còn cái chữ do does kia nó có nghĩa là không nha. Nó không có nghĩa gì, nó chỉ đi theo cái nhóm chủ từ số ít số nhiều. Nếu mà có not vào thì nó có nghĩa là không thôi. Nhớ cho cô hai em bốn cái từ do does này nha. Rồi, draw. Wow. Draws. Wow. Đó, phải xì ra. Cái chữ sờ này phải đọc là z. Draws. Không nhìn vô chữ sao hiểu? Khi mà các bạn đọc bài, các bạn không nhìn vô chữ, lúc nào cô cũng phải nhắc các bạn là không được đâu đấy. Where. Có Where? chữ R cong lưỡi lên. Where. Where? Vậy cái chữ sờ này sẽ được đọc là z. Where Where? is. Where? Stand. Con Stand. bật lưỡi lên. Stand. 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 Vậy âm sờ này phải đọc là gì? Stand. 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 Watch What? là âm chờ. Watch. What? Vậy thì cái chữ es này các bạn phải đọc là is, các bạn đọc nối vào. Watches. Watches.
Watches. Watches. Sleep. Sleep. Bật lượng âm lên. Sleep. Sleep. Vậy thì các bạn âm sờ này sẽ đọc là xì nhẹ thôi. Lips. 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 Rồi tiếp theo. Give. Give. Có âm vờ, vờ gió lên. Give. 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 Vậy xì ra. Give. 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 Mà cái chữ vờ đọc nhỏ thôi, nó là âm gió thôi, cho nên là chúng ta chỉ đọc gives. Gives. Khó không? Tiếng Anh khó chưa? Mức độ khó rồi đấy. Gives. À, bạn nào cảm thấy chưa học được cái này thì cô sẽ cho các bạn xuống lớp 2 luyện lại. Ai muốn không? Gives. Cho nên vậy thì chúng ta phải cố gắng luyện đọc nha. Rồi tiếp theo. Eat. Eat. Bật lưỡi chữ tờ lên. Eat. Eat. Vậy ở đây có chữ tờ là cà phê vỡ tái thì chúng ta phát âm là xì nha. It. 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 Open. 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 Vậy cái chữ N này nó không nằm trong câu cà phê vỡ tái, con gái xấu già. Cho nên là chúng ta sẽ đọc là z, cách thứ ba. Open. 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 Fly. 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 Catch. 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 Vậy có chữ chạy đúng không? Vậy thì chúng ta phải đọc là is, nối vào catches. Catches. Thế đây hiểu không? Chúng ta đã được 21 từ rồi, cố lên. Có 51 từ thôi. Leave. Leave. Âm vờ gió ra. Leave. 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 Vậy chữ sờ này chúng ta sẽ đọc là leaves. Leave vờ xì ra. Leaves. Leaves. Rồi tiếp theo. Fight. Bật lưỡi âm giờ lên. Fight. 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 Vậy các bạn đọc âm sờ này là gì? Fight. 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 Bye. 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 Bounce ra này. Có chữ cờ e xì này. Bounce. 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 Xuất hiện còn chữ con gái đúng không? Chữ con phải không? Vậy thì các bạn phải đọc ES này thành gì? Cho cô. Bounces. 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 Jump. Jump. Âm bật âm lên. Jump. Jump. Vậy cái chữ pờ này là trong cà phê ha, phở tái đúng không? Vậy thì các bạn phải đọc là sờ. Jump. 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 Rồi wave có chữ vờ, vờ gió lên. Wave. 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 Vậy wave cái chữ F này đọc là z. Waves. 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 Khó chưa, khó chưa? Có bạn nào bỏ cuộc không? Không. Chúng ta đi được nửa chặng đường rồi, cố lên. Right. Right. Có giờ bật lưỡi lên. Right. 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 Vậy thì các bạn phải đọc chữ sờ này thành âm gì? Rise. Rise. Why? Rise. Rise. Build. Build. Bật lưỡi âm đờ lên. Build. Build. Vậy chữ sờ này phải đọc là âm z. Build. 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 Listen. 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 Rồi chữ sờ này phải đọc là listen. 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 Có chút xíu vậy các bạn đọc lẻ nha. Clean. 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 Đúng không? Clean. Clean. Vậy thì chúng ta phải đọc chữ sờ này thành clean. 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 Rồi câu tiếp theo. Put. Put. Bật lưỡi. Put. 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 Khoa ơi, chú ý Khoa ơi. Put. Put.
Vậy cái chữ sờ này các bạn phải đọc là xì nhẹ. Put. 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 À, có âm tờ nha. Put. 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 Drink. Drink. Có chữ cà, cà phê, cà, cà, cà ha. Vậy là cũng đọc âm sờ luôn. Drink. 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 Rồi, sắp đến đích rồi. Fish. Ông ép hát là sờ mạnh lên trong cái môi trên. Fish. Fish. À, có cái chữ gì ta? Con gái sáu già chạy xe ép hát. Có chữ ép hát, vậy thì chúng ta phải đọc là is. Fishes. 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 Point. Bật lưỡi lên. Point. Vậy có chữ sờ các bạn đọc gì ra? Point. Point. Kick. Kick. Ở đó, kick. Kick. Rồi các bạn đọc gì? Kick. 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 Thở xì ra. Kick. 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 Go. À, có ông sao dạy đến xem hát nhưng mà nó sẽ bị biến âm đi là girls. 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 Yeah. Rồi dance có âm sờ xì nhẹ. Dance. 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 Vậy là câu này là con gái sáu dài chạy xe hát có chữ con đúng không? Chúng ta phải đọc là it. Nối vào. Dance. Dance it. Không phải dance it đâu. Trời đất ơi. Dances. Chữ này đọc là sờ thì mình phải nối qua thành xịt chứ. Chú ý nghe cô giảng nha. Dances. Dances. Clam. Clam. Vậy ông này đọc là xì cho cô. Clams. Lưỡi chạm răng. Clams. Clams. Rồi gần về đích rồi. Cố lên. Cry. Cơ cơ. Cry. Cry. Vậy thì cái chữ này F này chỉ đọc là gì thôi chứ không được đọc it nha. Cries. Carry. Vậy tương tự carry cái âm y này nữa thì nó cũng giống ở trên, chúng ta chỉ đọc là xì thôi. Carries. Carries. Giỏi rồi đó, bắt đầu thấm rồi đó, hiểu đúng không? Gần về đích xong hiểu nổi. Rồi, xì trước khi đọc, cong lưỡi bật âm. Start. Start. Còn ai mà không xì ra nghe tát 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 nghe ghê quá nhỉ. Start. 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 Vậy âm này đọc là xì nhẹ. Start. 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 Pick. 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 Mấm môi lại. Pick. Pick. Vậy thì có cà phê phở tái thì đọc là xì. Pick. Pick. Pick up. Vậy cô đọc nối là pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Come. Come. Cái âm mờ. Come. Come. Đẩy hơi lên mũi. Come. Come. Vậy âm này chỉ đọc chữ sờ này chỉ đọc là z. Come. 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 Rồi ba phần cuối cùng. Oh my god. Wait. Bật lưỡi âm tờ lên. Wait. Rồi qua bên đây đọc xì nè. Wait. Xì nhẹ ha. Wait. Love. Cái đuôi g e này nó ký hiệu của chữ phở là cái gì ta? Cà phê phở tái. Phở phở. Vậy thì các bạn chỉ đọc âm sờ thôi. Love phở xì đó thôi. Love. 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 Take. 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 Tiếng Anh nó không được bỏ cái âm đuôi nó vậy đó. Take. Take. Vậy lại cho cà phê phở thái chữ cà. Vậy này đọc là chữ sờ ha. Take. Take. Có ai đọc take kỳ tâm? Sai. Take. 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 Vậy chúng ta đọc lại một âm thôi. Take. 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 Rain. 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 Vậy chúng ta xì ra âm rain.
Rains. Rains. Là lưỡi, râu. Râu. Râu quá, cái râu quá. Là lưỡi là râu. Râu. Ai đọc sai một râu nha, dám chịu nha, ráng nha. Râu. Râu. Bạn nào mà không thấy râu mọc là đọc đúng rồi đó. Là lưỡi là râu. 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 Có chữ sờ thì các bạn đọc cho cô nha. Throws. Throws. Từ này khó không? Nhớ kỳ luyện đọc nha. Throws. Lè lưỡi nè. Throws. Smile. 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 Vậy mình không đọc mai lẹt đâu nha. Tại vì cái chữ L này này nó không cho phép mình đọc là it it đâu. Vậy chỉ đọc gì đó thôi. Smiles. 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 Từ cuối cùng. Close. 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 Vậy thì cái đuôi S này có chữ gì đây? Con gái sóc, sóc già đúng không? Vậy thì chúng ta phải đọc là is nối vào. Close it. Close it. Close it. Close it. Có ai nói close it không? Không nha, tại vì âm âu ở đây người ta đọc là âm z, cho nên là nó phải đọc là close it. Close it. Rồi, vậy chúng ta đã xong 51 từ. Các bạn ở nhà luyện đọc cho cô 51 từ này nha. Luyện đọc nhiều lên, cứ mở video theo, đọc theo lại cho nó nhớ đi. Rồi các bạn mới quen được cái hai trường hợp S, E, F và cái trường hợp cách phát âm của S, E, F. Rồi, stop here. Goodbye, everyone. Goodbye, man.